Bữa nay ngoài trời lạnh quá trời luôn nè, âm tới hai mấy độ hả bà? Bữa nay âm hai mấy độ coi thôi bữa nay làm bánh dầu quẩy đi. Mình làm thử thôi nha. 400 g bột mì. Men á, men là bữa hổm men có nói rồi, men á có 2 g thôi. Muối 3 g. Nước lọc 150 g. 2 trứng gà. Bột nổi nữa, Bột nổi là 5 g. rồi Rồi dầu ăn á, là 20 g. Đó. Mấy cái nguyên liệu này nè, mình bỏ vô hết. Mình trộn phải mình không? trộn đều lên. Rồi, bà bỏ vô đi. Đó. Tất cả nguyên liệu trộn vô hết. Trộn vô hết luôn, mình trộn đều lên. Rồi. Nhồi chỉ nhồi 1 phút thôi nha. Rồi đi ủ 20 phút. Đó. Này con nghĩ ba lấy tay ba nhồi nhồi này đâu sao có được. quậy cái này cho nó đều lên chút đi. Đây là cho mấy cái trứng gà rồi nó hòa quyện với nhau á, mình mới nhồi được chứ. Cái này bánh xù quẩy này chắc là làm giải chiến chứ con thấy người ta như có bột khai. Thôi mình làm nhà ăn mà thôi, mình mới làm bột khai chi. Nhồi nhồi vậy là được rồi nè. Giờ mình cho tròn lại cái mình tha dầu ăn lên, mình đi ủ thêm, mình đi ủ 20 phút. Rồi nè. Đó, vậy đó. Rồi được rồi. Nè, bây giờ mình ủ được 20 phút rồi nè. Giờ mình đem ra tiếp, mình nhồi thêm Rồi thêm 2 phút. 2 phút nữa. Nhồi thêm 2 phút, mình đi ủ thêm 20 phút nữa. Rồi thì bà nhồi đi. Sau khi ủ lần thứ nhì nè, thấy không? Đẹp không? Rồi, bây giờ bà Đó, cán ra đi. cán ra. Mình phải nhúng nước. Mình nhúng nước xong rồi mình đè nó xuống đúng không? Đúng rồi. Nó nhúng nước rồi đè nó xuống một cái cách một cái vậy nè. Bà Không khéo ra nó, kéo nó, đừng kéo nó. Không kéo sao lấy lên được. Nhẹ nhẹ thôi. Bà bỏ vô coi, đó. Rồi bà lấy đũa bà trở liền. Trở xoay vòng vòng á.
Nó sẽ vòng vòng liên tục vậy, mở lửa cho nhỏ nhỏ một chút vậy. Cứ xay vòng vòng liên tục vậy. Này lửa áp quá rồi. Nhìn cũng thấy ngon mà. Để coi thử. Bà phải kéo nó ra. Đó. Tao nó bằng cái chảo thôi chứ. Cứ chở liên tục. Cái đầu này nãy nếu mà mình mở cho nó ấy ra được các bạn, nó hở hở ra. Cái đầu hở ra nó sẽ đẹp hơn cái đầu không hở. Nhìn cũng ngon mà, còn cái nhỏ xíu kìa, bà bỏ vô luôn đi. Cái này nó phùng, cái này nó phùng nè. Đó, mình kéo ra nó phùng nè ơi. Quá cao không? Chú Sáu làm lần đầu tiên hả chú Sáu? Lần đầu tiên mà thấy cũng chưa mấy đạt hơn đâu. Chắc lần thứ hai quá. Mà con thấy cũng vậy được rồi. Nhưng mà nó không đẹp. Chấm với lại phở hay là cháo hay là bún gì là ok rồi. Nhưng mà nó chưa có đẹp. Cái tạo hình á, tạo hình quan trọng. Tạo hình chưa có đạt. Tại nãy ba thấy nó cả dài cái ngắn ba cắt bỏ cắt chứ đó. Nếu mà không cắt là nó xè hai cái đầu. Xè hai đầu ra rồi. Thấy không? Cái này mẹ không ấy là nó phùng thấy không? Ngon lắm, cái nó lấy ra luôn được rồi.